Em là Trần Gia Hiển, em đang học lớp 11 tại trường Nam Road Fire Academy. Sau một năm tại trường thì có cơ hội được sang trụ sở của Delta Airlines, chiếc hãng máy bay lớn nhất của Mỹ. Em có cơ hội được học tập với các bạn và thầy cô. Và sắp tới thì em sẽ được lên đường băng, và một trong những mục tiêu của em là lấy được bằng lái phi công trước khi em tốt nghiệp. Chương trình đấy thì bao gồm 4 năm học của bọn em. Đối với em là em đã theo cả 4 năm rồi. Thực ra thì các bạn từ lớp 10, lớp 11 có thể join vào được, nhưng mà nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Môn đấy là một trong những môn khó nhất mà em từng học, kể cả so với những môn AP khó luôn. Thì em thấy đây là một trong những môn khó nhất mà em từng học. Phải cần một quá trình khá là dài, và năm cuối cùng thì bọn em sẽ thực hành đủ giờ để lấy được bằng. Thực ra thì trải nghiệm kiếm xá của em thấy cũng có cái điểm hay và điểm không hay của nó. Điểm hay em thấy là em được ở với các bạn nước ngoài, và em như một gia đình vậy. Thì được giao tiếp và giao lưu với các nền văn hóa khác thì em thấy đây thực sự là cái không có ở Việt Nam. Cái em thấy là không hay thì đặc thù trường em thì cơ sở vật chất cũng khá là cũ rồi, và đồ ăn thì cũng không ăn cũng không hợp với người Á mình. Nhưng mà về an toàn thực phẩm thì cũng không phải lo. Hiện tại thì như em nói, em rất là thích máy móc của trường, rất là tuyệt vời khi offer môn aviation, môn hàng không. Thì đấy là lý do lớn nhất mà em đến trường, là cái ấn tượng lớn nhất của em đối với trường.